Đội tuyển Futsal Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại World Cup Futsal 2021 một cách đầy tự hào khi khiến đội tuyển Nga phải thực sự vã mồ hôi hột tại vòng 1 phần 8. Cụ thể, dù đẳng cấp của hai đội là quá chênh lệch nhưng thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã chơi rất kiên cường và nỗ lực khi chỉ chịu khuất phục với tỷ số rất nút là 2-3, qua đó dừng bước tại vòng 1 trên 8 World Cup 2021 trong thế ngẩng cao đầu. Như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể chặn đứng chuỗi 7 trận đấu toàn thắng của đội tuyển Nga trước các đội bóng châu Á tại World Cup Phúc San. Tuy vậy, trận cầu diễn ra vào tối ngày 22 tháng 9 cũng đã chứng kiến một thành tích cực kỳ đáng ghi nhận của Minh Chí và đồng đội trước Nga tại World Cup. Cụ thể, với tỷ số 2-3 chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành đội bóng châu Á phải nhận ít bàn thua trước Nga nhất trong lịch sử World Cup Busan. Trước đó, đội châu Á thua nhẹ nhàng nhất trước Nga là Iran 2016 và Uzbekistan 2021 thì cũng đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng. Thẳng thắn mà nói, Nhìn vào những trận thua 1-9 của Nhật Bản trước Nga hay kết quả 1-10 của Trung Quốc trước đối thủ này trong quá khứ cũng đủ để thấy được là màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đêm 22 tháng 9 là đáng tự hào như thế nào. Hay chẳng cần so sánh đâu xa, nhìn cái cách mà chúng ta thảm bại 0-7 trước chính Nga tại World Cup 2016 thì cũng đủ hiểu là đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ như thế nào sau 5 năm. Nói vậy để thấy, đôi khi một trận thua trước đối thủ mạnh như Nga không phải là một điều gì đó quá kinh khủng. Thứ đáng tự hào đến từ việc đội tuyển Phúc San Việt Nam đã lớn lên theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Đó là cả một quá trình rèn rũa, tập luyện đáng trân trọng. Hy vọng rằng, cũng giống như trận thua 0-7 trước Nga tại World Cup 2016, kết quả tại vòng 1 trên 8 World Cup 2016 sẽ là một cột mốc mới để đội tuyển Việt Nam cố gắng hơn nữa cho hành trình 4 năm sau. Tới lúc đó, rất có thể chúng ta sẽ làm được một điều gì đó còn phi thường hơn cả hiện tại.